Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật Honda SH 350i 2021 đang khan hàng. Đại lý đẩy mức giá trên cao hơn 23 triệu đồng. Tại các lý bán xe máy của hãng Honda, cái mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 350i 2021 lắp ráp ở trong nước đang có mức giá trên hơn mức giá niêm yết gần 23 triệu đồng tại đại lý. Theo tìm hiểu chúng tôi, một vài đại lý bán xe máy Honda tại Hà Nội đang trong cái tình trạng khan hàng cái mẫu Honda SH 350i 2021 được lắp ráp ở trong nước. Nhiều đại lý không có đủ các phiên bản cũng như màu sắc của cái mẫu xe mới này. Nhân viên bán hàng HIS tại Hồng Hạnh, Hà Nội cho biết thêm, hiện tại đại lý chỉ còn đúng một cái chiếc SH 350i phiên bản cao cấp 2021, mức giá bán 167 triệu đồng. Khách hàng muốn mua phiên bản thể thao thì phải đặt cọc và chờ chiếm mức giá bán là 169 triệu đồng. Nếu so về mặt giá niêm yết thì phiên bản Honda SH 350i phiên bản cao cấp gồm những gam màu như trắng và đỏ thì có mức giá bán là 146 triệu đồng, trong khi cái phiên bản thể thao gồm những gam màu như xám đen thì có mức giá bán đề xuất là 147.500.000 đồng. Thì cái dòng Honda SH 350i tại các lý đang đổi giá lên cho phiên bản cao cấp là gần 21 triệu đồng, trong khi cái phiên bản thể thao là gần 21.800.000 đồng. Tại một Fix VAC, một nhân viên bán hàng cũng cho biết cái dòng Honda SH 350i 2021 tại cửa hàng này cũng không có đủ màu. Hiện tại mức giá xe là 169 triệu đồng cho cái phiên bản cao cấp, 170 triệu đồng cho cái phiên bản thể thao. Mức giá cao hơn mức giá niêm yết lần lượt là từ 23 đến 22.600.000 đồng theo từng phiên bản. Về cái diện mạo thì SH 350i 2021 có cái mặt trước khá ấn tượng với những cái chi tiết mạ rơm cao cấp đi cùng cái tạo hình góc cạnh sắc nét. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe ở dụng công nghệ đèn LED, trong đó cái đèn pha thiết kế hoàn toàn mới được lắp đặt ở dưới cái mặt nạ phía trên. Các chi tiết được ốp kim loại mạ rơm gắn thêm logo SH có cùng với cái đèn xi nhan đặt dọc hai bên. Trong khi đó, để tăng thêm nét đẹp cá tính và cái sự bóng bẩy, cái đèn định vị được bố trí nằm ở phía bên trên cái thanh nẹp tay lái. Trong khi phía sau, cái cụm đèn hậu dẫn LED được trang trí với những cái đường mạ rơm tạo một vài điểm nhấn ở phần đuôi xe. Cái cụm đồng hồ LED hoàn toàn mới với những chi tiết được mạ kim loại rơm rất là bóng loáng, tạo hình chữ H, một cái sự đẳng cấp độc đáo với những cái tính năng hiển thị tất cả các đồng số, đèn báo về hoạt động các hệ thống như kiểm soát lực sắn HSTC, hệ thống chống vỡ cứng phanh ABS, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được hoạt động chiếc xe khi vận hành. Honda Nam cũng cho biết một trong những cái điểm nhấn đặc biệt ở diện mạo của SH 350i 2021 chính là phần khung sườn được thiết kế hoàn toàn mới với những cái chất liệu được lựa chọn rất là kỹ lưỡng nhằm đạt được cái sự yên tâm thoải mái trong cái tư thế lái từ những khách hàng. Còn cái về vận hành thì cái dòng SH 350i 2021 trang bị cho mình động cơ hoàn toàn mới XV cộng, dung tích là 329,6cc, SOC xăng đơn 4 van, phun xăng tử Mercedes-Y làm mát bằng dung dịch, tạo ra cái công suất là 21,5kW, tại ngưỡng vòng tua 7.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại là 31,8 Nm, tại ngưỡng vòng tua 5.250 vòng/phút. Động cơ áp dụng hàng loạt những công nghệ hiện đại nhằm giảm cái ma sát cũng như một cái bộ tăng cảm lực, bơm giảm áp, xe lăn lệch, co mổ con lăn và dây đai với cấu trúc mới. Các trang bị công nghệ trên cái dòng SH 350i 2021 phải kể đến như phanh ABS 2 kinh hoạt động bánh trước và bánh sau, HSTC hỗ trợ chống trượt khi tăng ga, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key với chức năng báo động hữu ích cho những khách hàng. Ngoài ra, chiếc xe còn có phần đèn xi nhan cảnh báo tự động khi phanh gấp. Cái hốc đựng đồ cũng được trang bị thêm cái cổng jack USB nội xi khá tiện dụng. Các chức năng kết hợp Bluetooth đi cùng với ứng dụng là My Honda Cộng trên cái điện thoại thông minh. Cái móc treo đầu cặp cũng rất là tiện lợi và một cái sàn để chân cái dạng phẳng khá rộng rãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like và subscribe.